đã phát hiện loài rắn lớn nhất hành tinh hiện tại, xoáy ngôi Titanoboa. Mới đây, các nhà khoa học ở Ấn Độ đã phát hiện hóa thạch rắn cổ đại, có thể là loài rắn lớn nhất từng sống trên trái đất. Loài rắn ngoài cỡ này có thể dài đến 15 mét, nhiều hơn 2 mét so với kích thước của loài giữ kỷ lục hiện nay là Titanoboa. Loài mới nhận dạng có tên là Vaisuki Indicus, đặt tên theo vua của các loài rắn trong Ấn Độ giáo, thường quấn quanh cổ của một trong những vị thần tối cao là thần Shiva. Đây là những hóa thạch đến từ con trưởng thành đã phát triển đầy đủ. Tổng cộng 27 chiếc xương sống được khai quật ở mỏ Banandro, Lidnai tại bang Gujarat. Hóa thạch có niên đại cách đây 47 triệu năm trong suốt thế thủy tân, từ 33,9 đến 56 triệu năm trước. Các nhà khoa học ước tính tổng chiều dài cơ thể của loài này bằng cách sử dụng chiều rộng xương cột sống và nhận thấy Vaisuki Indicus có thể dài từ 11 đến 15 mét, dù có khả năng tồn tại sai số trong ước tính này. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp để rút ra ước tính chiều dài cơ thể của Vaisuki Indicus. Cả hai đều sử dụng những loài rắn ngày nay nhằm xác định quan hệ giữa chiều rộng xương sống và chiều dài, nhưng khác biệt ở tập dữ liệu sử dụng. Một phương pháp sử dụng dữ liệu từ rắn hiện đại trong họ chăn Nam Mỹ gồm Titanoboa và Python. Phương pháp còn lại sử dụng dữ liệu về mọi loại chăn còn sống. Theo đồng tác giả nghiên cứu Debajit Datta ở Viện Công nghệ Ấn Độ Roorkee, Vaisuki Indicus thuộc một họ chăn đã tuyệt chủng, là họ hàng xa của chăn Python và Anaconda. Khoảng trên của ước tính có thể khiến Vaisuki Indicus lớn hơn Titanoboa cerehonensis, loài chăn lớn nhất từng được phát hiện tính đến nay, sống cách đây 60 triệu năm và được khai quật vào năm 2002 ở đông bắc Colombia. Vaisuki Indicus nằm trong nhóm chăn Massoidae, xuất hiện lần đầu tiên ở cuối kỷ phân trắng cách đây 66 đến 100 triệu năm, ở Ấn Độ, Nam Mỹ, Châu Phi, Australia và Nam Âu. Khi xem xét vị trí xương sườn gắn liền với xương sống, nhóm nghiên cứu suy đoán Vaisuki Indicus có phần thân to rộng hình trụ và chủ yếu sống trên cạn. Để so sánh những loài rắn thủy sinh thường có thân dẹt thon dài, nhiều khả năng là động vật ăn thịt phục kích, hạ gục con mồi bằng cách siết chặt, tương tự như Anaconda ngày nay. Theo họ, Vaisuki Indicus phát triển trong khí hậu ấm áp và nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chưa biết gì về cơ bắp, cách sử dụng các cơ hay thức ăn của nó. Vừa rồi là những thông tin chúng mình muốn gửi đến các bạn trong video này. Nếu thấy nó hữu ích thì hãy để lại một like, một subscribe cũng như bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.